gái xinh đẹp như thế này mà mày nỡ lòng nào mày quẹt xe vào người ta. Anh ơi, em biết em sai rồi. Anh ơi, em đi từ trong ngõ ra, em không để ý ạ. Em có làm sao không? Em đau lắm anh ạ. Anh ơi, em xin anh tha cho em. Em xin anh ạ. Tha cho mày à? Vâng. Mày biết, mày biết Dũng Rùa là ai không? Anh ơi, em có biết ạ. Em sai rồi, em xin anh ạ. Anh, mày mang 50 triệu đây thì tao cho. Anh ơi, em xin anh, em không có số tiền đấy đâu ạ. Mày bảo người nhà mang tiền đấy đây. Vâng ạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ nhìn thấy thằng đại ca nào đẹp trai như này à? Anh ơi, cho em xin gọi cô điện thoại cơ. Ý, đập chết hết bây giờ. Anh ơi, em mệt lắm, mình về nhà thôi. Đợi anh một tí. Anh ghét nhất chiều chủ nhật. Đường phố nó vắng vẻ, không có một ai. Đại ca, đại ca. Có chuyện gì? Bọn thằng Phong Gió kéo đến đây rồi. Thôi chết rồi. Rút. Lúc mày bắt nạt đàn em của tao ấy. Đại ca Phong, chúng mày hãy nên lắp não khi bước vào đất của thằng Phong Gió. Chúng mày đến thì tao đón, nhưng thằng nào muốn bước vào thì hơi khó. Này, cùng xuống vào xin tao, bố mày vui, tha mạng cho. Bố mày vui, tha mạng cho. Ở đây
có phòng trọ cho thuê này, cách có 200m thôi. Đi, đi 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 đi. Đi luôn, đi. Con ăn cắp lại được dùng cho ba lô thôi mà. Không, cháu không định cầm chú bỏ, cháu đếm tiền ở trong quán mất, nó mất la mày là em chính nó lấy đấy. Không, cháu không ăn cắp. Cháu không? Cháu không ăn cắp đâu ông ơi. Chú đừng có cái vẻ thương hại. Không phải cháu đâu chú ơi, không phải cháu. Tôi biết ai là người lấy cắp số tiền đấy đấy. Cậu này là ai đến đây? Đây là việc của cậu à? Hả? Tôi là ai? Không quan trọng. Chỉ là thấy chuyện bất bình thì tôi muốn giúp thôi. Cậu giỏi đi, cậu giỏi, cứ chỉ ra người ăn cắp đi. Cậu chỉ đi. Xin hỏi, ông mất bao nhiêu tiền? Tôi mất 2 triệu. Vậy ông có chắc chắn là ông mất ở đây hay ông để quên ở đâu khác? Tôi chắc chắn là mất trong quán này. Lúc tôi dở tiền ra đếm, sau đó có khách đến tôi ra tiếp khách thì quay lại là mất rồi. Lúc ấy con này bắt la mày lén nó nhìn tiền tôi. Chỉ có con này lấy, không ai vào đây cả. Em gái, em có nhìn thấy anh này cất tiền vào trong ngăn kéo không? Em thấy chú này mở tiền ra đếm rõ to ạ. Ở đây ai cũng nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, đấy, mọi người thấy chưa? Nó lấy là chính nó đi, còn ai vào đây nữa? Vậy là đã quá rõ rồi. Chính ông ta là người đã ăn cắp số tiền 2 triệu đấy. Cậu đừng có sàm ngôn, cậu có bằng chứng gì mà nói thế? Đầu tiên, tôi xin hỏi mọi người ở đây, ở chỗ đông người, có ai lại bỏ tiền của mình ra và đến rõ to, rõ ràng cho mọi người khác cùng nghe thấy không ạ? Không, đến thế người ta giật mất ấy. Hơn nữa, theo quan sát của tôi, thân là một người quản lý thì ông ta không thể để tiền linh tinh được. Trừ khi ông ta đã cố tình sắp xếp mọi chuyện để mọi người ở đây biết được sự hiện diện của 2 triệu đồng đấy. Và khi mất số tiền đấy thì chính những người ở đây là những người bị tình nghi. Tất nhiên, ông chủ đây và hai bác là những người ngoại phạm. Vậy chỉ còn em bé gái này là kẻ tình nghi thôi. Đi đâu? Đứng yên! Cái gì đây? Bỏ tay ra! Anh, gửi anh ạ. Chú ơi, cháu xin lỗi chú, cháu không cố tình đâu. Vậy là đã quá rõ rồi. Chính bác Lô, chú đề là nguyên nhân dẫn đến mất 2 triệu của ông chủ đây. Bác ơi, bác tha lỗi cho cháu. Bác tha lỗi cho cháu. Tha ra cái gì? Anh đi đi. Đừng nhìn để tôi chỉ phải nhìn thấy cái mặt anh nữa. Xin lỗi bác tha cho cháu ạ. Làm với nhau bao nhiêu năm rồi, chú tha lỗi cho cháu lần này đi. Không xin xỏ gì hả? Đi đi. Ông không cần tôi nữa thì tôi đi. Đi đi. Tiến. Không có việc gì đâu bạn này. Mày phải giải tán đi. Em cảm ơn anh đẹp trai. Không có gì. Vâng, vậy thì mọi người ở lại chơi nhá. Cháu đi học đây, cháu muộn giờ. Ừ, đi học nhá. Không biết hai thám tử đây ở đâu đến nhỉ? Mà bây giờ định đi đâu? Bây giờ? Dạ, bọn cháu đi tìm phòng trọ của chú ạ. Cháu thấy có biển báo cách đây 200m. Mà chúng cháu đi mãi, không thấy đâu ạ. À, nhà cô Huyền béo cái gì? À, thì bọn cháu cũng không đâu. Đi với tôi, đi. Chị ơi, cho chị ít nước. Lấy đi. Từng sáng giờ, từng này nước này, mình ngồi đau, chán, nước mình nuốt, nên mình chảy bé. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, hết nước rồi chị ơi. Cô lại mất nước rồi. Dạ vâng. Này các ông có bà ơi, lại mất nước rồi này, chán không quá chứ này. Đấy, này. Mất nước à? Đã rửa xong rồi. Bà chủ. Bà chủ ơi, mất nước rồi. Bà chủ ơi, cháu đang đánh răng hết nước, cháu đang sao đánh răng được. Đây này, tôi còn rửa rau còn chưa xong rồi này bà này. Bà không sửa, lấy nước đâu cả khu chiều sinh hoạt. Im đây! Nội quy xóm trọ này là gì? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Tôi nói thế có gì là sai? Mọi người đừng có bàn tán nữa. Nếu không á, điện cũng không có mà dùng đâu. Đây là khu xóm trọ nhà bà Huyền Béo. Các cậu cứ ở đây, dạ, chút đã bài xuống, dạ, rồi đàm phán với họ. Dạ vâng ạ. Chú có việc, chú về trước. Dạ vâng. Đây, chào cảm ơn chú ạ. Dạ, chào cảm ơn chú ạ. Chú ạ. Xin chào mọi người. Chào mọi người ạ. Này, mày có thấy mọi người ở đây cứ hầm hầm không? Anh có nghĩ mình nên bỏ chạy không anh? Bây giờ tao tính từ 1 đến 3 là chạy nhá. Ừ. 1 2 Xin chào. Tao là Thắng. Thắng Vẹo. Mới đi tù về, can tội đánh gãy chân hàng xóm. Còn anh xin tự giới thiệu, anh là Hải. Mọi người trong xóm trọ hay gọi anh là Tư Hải. Chẳng giấu gì hai chú em, trước anh đại ca một vùng, từ ngày đi tu về bị thằng hàng xóm đánh gãy chân, lui về đây ở ẩn. Thế hai anh đều là tội phạm cả anh nhở? Nào. À không, ý em là hai anh đều là anh hùng đấy, dám nghĩ dám làm rất là tốt ạ. Cầm bữa ở sống trọ không ạ? Đấy, ông bà chủ tương lai của chúng mày đấy. À thế à? Linh mới à? Dễ xử thôi nhỉ? Biết đây ai chưa? Chưa. Đây đây anh. À, đại ca anh. À, đại ca Phú Chim. Biết chưa? Còn anh xin tự trân trọng anh giới thiệu. Anh Huỳnh Chim Sẻ. Lúc mềm thì rất mềm, còn lúc cứng thì rất cứng. Sao chưa? Là đây này. Lướt qua cuộc đời nhau thế à? Anh xin giới thiệu, đây là ba cô nàng của bọn anh. Mấy cô đấy về cái nhan sắc thì phải nói là nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đời ơi sổng trường. Nhưng mà là người của bọn anh, cho nên chúng mày không được lừa người nhớ chưa. Ê, hai con kia nhớ giờ tiếp khách ấy. Hai anh đừng quan tâm đến hắn. Mà hai anh là thám tử hả? Em vừa nghe ông chủ quán nước nói, em thật là ngưỡng mộ. Suốt ngày bà khen tôi đi với khách. Trời, đã bỏ thôi. Này, này, bà làm thế nhá. Người ta cười thôi đấy, nhá. Cười nhá. Mấy lâu với bà này nữa. Thấy người ta đánh nhau rồi cứ mắt cứ sáng lên thế à? Con chào U ạ. Con chào U ạ. U con gì? Chiều nay nhớ nộp tiền nhà nghe chưa? Nếu như không đóng tiền nhà, ngày mai phấn. Vâng ạ. Còn mấy cái ông cái bà này nữa. Xem cái gì mà xem. Đi đi. Chào cô ạ. À, cô là cô Huyền ạ. Đúng, có chuyện gì? À, cháu đến tìm phòng trọ ạ. Không biết là bên mình còn phòng không ạ? Còn, các cậu muốn thuê à? Dạ vâng ạ. 1 triệu một tháng. Điện nước như mọi người ở đây. Vệ
sinh chung, có thấy không? À, dạ. Anh ơi, em thấy mấy cô ở đây xinh đáo để anh ạ. Mày chỉ được cái chúng ta. Ê, bọn cháu có. Dạ, dạ. Cầm lấy. Gác tư, phòng 407. Cháu ngưỡng mộ chú thật đấy. Không có gì. Hello. Good morning. Morning cái gì morning? Afternoon anh ơi. Nhìn thế này bảo là anh à? Phải gọi là chế. À dạ chế. Chế ơi. À chế chế có biết phòng 7 tầng 4 ở đâu không ạ? Phòng 7? Dạ vâng. Tầng 4? Dạ vâng ạ. Ôi, thế hai cưng là mới chuyển đến đây à? Dạ vâng đúng ạ. Ôi giời, mới thế. Hàng xóm ngay cạnh nhau luôn. Dạ, dạ. Nhá, tầng 4, phòng 7 có cưng ở bên này. Lần sau mà nhà chế mà tắt điện cái là mò sang luôn nhá. Giới thiệu với cả hai cưng, chế là làm về bán hàng ấy. Chế bán nhiều loại mặt hàng lắm, từ là cường dương này hay là bổ thận này. Mặt hàng nào chế cũng bán hết. Loại nào mà càng tốt ấy là chế càng bán nhiều, nên là hai cưng nhá, nhớ sang ủng hộ cho chế đấy. Thế bọn em xin phép rồi. Khoan! Nhìn như này là biết là đang thất nghiệp đúng không? Dạ. Vào đi chế bảo. Chế hỏi nhá. Hai em ở quê mới lên đúng không? Vâng đúng không? Nhìn hai em ấy, chị xúc động lắm, chị thương hai em lắm. Ôi dồi ôi, mặt mũi thì xanh xao gầy gò. Chắc là ở quê mới lên tìm việc làm phải báo hiếu bố mẹ đúng không? Nhưng mà chị biết rồi. Thôi được, chị sẽ giúp hai em. Chẳng là chị cũng đang cần tuyển vài đại lý bán hàng, không biết là hai em có ưng không? Nhưng mà chế ơi, chúng em không có duyên bán hàng chế ạ. Đúng. Không sao hết. Hai em chỉ cần nghe chế. Nghe chế nhớ chưa? Học phần mềm ứng dụng livestream của công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại quốc tế Zila Việt Nam là được. 2, 3. Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại quốc tế Zila Việt Nam. Lại chế. Công ty cổ phần. Hết hơi rồi. Đây, hai em chỉ cần cố gắng học thuộc thì có vô duyên đến mấy cũng bán được hàng hết nhá. Ui, cứu chế. Nước. Chế ơi, hạ thổ chế ơi. Bia camel sẵn sàng xung trận. Chế, đến giờ livestream. Chế đến giờ livestream. Thế à? Này, thế thấy như nào rồi? Có đồng ý không? À, thì cứ để tụi em về xem. Xem xét cái gì nữa? Thôi được rồi, để chế sẽ thí nghiệm cho bọn em một lần nhá. Bây giờ thì dạ ra. Tập trung. Chế, nhớ chưa? Wow. Hello mấy cưng. Mấy cưng đang làm gì vậy? Chắc các em đang thắc mắc tại sao nay chế lại livestream sớm như này đúng không? Bởi vì chế đang rất là bức xúc. Chế có một chuyện cần phải nói ngay với các em nhá.
Chế rất là bức xúc bởi sao? Tối ngày hôm qua, con em của chế nó làm ở trong ngành. Nó làm ở trong ngành. Bây giờ nó ra nhà nghỉ. Mà nhà nghỉ thì sao? Tường rất ẩm mốc rồi thì mùi rồi thì loang lổ rồi thì màu sắc thì không sáng. Làm sao? Ai mà chấp nhận nổi? Khách nó vào nó phải làm được cái gì? Chứ nó không làm được cái gì thì nó vào làm cái gì? Đúng không? Thu tiền thì phải chính đáng. Với lại chế rất là bức xúc một điều nữa. Hôm trước, con nào, thằng nào, đứa nào dám comment là tường nhà chế rất là bẩn, rất là mốc thì mở cái mắt to mắt ra nhá. Mở to cái mắt ra nhìn. Nhìn. Nhìn đây này. Tường nhà chế nhá, sạch bong kinh kít mà sáng nhịn luôn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đây, chế đã có luôn quả sơn can tất này đây các em ơi. Đó, nhìn rõ chưa? Nhìn rất là rõ chưa? Chế sẽ mở cho các em xem. Wow! Đóng lại nhanh, nhiều màu bám mù mắt luôn, không xem được. Chế nói lại với các em nhá, không mốc meo, không bị làm sao cả, nên là rất là đẹp. Chế nói lại với các em là rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Mà nhà chế đã thử nghiệm rồi, nên là chế mới bán. Các em phải nhớ, nghe lời. Cái gì, con nào bảo gì? Con nào bảo sơn đều? Sơn đều, sơn đều thì mày chết mày đi, mày còn sống làm cái gì nữa? Cái gì rẻ rách. Sao lại con nào bảo gì? Đồ rẻ tiền á. Rẻ tiền tao lại vả chết mày bây giờ chứ. Mày thích rẻ tiền không? Hả? Mày thích rẻ tiền không? Sơn đều tao xịn thế này mà mày bảo là bảo sơn đều vả vẩn. Tát bỏ mày bây giờ chứ. Lại để vào chỗ cũ. Đấy, chế lại quay trở về hiền lành với các em. Rồi ai đặt hàng thì comment để lại địa chỉ và số điện thoại nhá. Tối nay chế ship luôn cho. Còn ai muốn đến đây test ấy, đến nhà em mở cửa đón tiếp luôn. Bao test luôn. Muốn test bao giờ thì test. Muốn test ở đâu cũng được nhá. Rồi bây giờ xin chào. Wow wow wow. Rồi thấy sao? Ưng không? Ưng rồi gì? Làm đại lý nhá. Nhưng mà livestream này nhiều người biết đến lắm á. Quá nhiều người luôn nhá. Đây nhá, tập trung vào đây nhá. Livestream không những được nhiều người biết đến này, rồi mọi người yêu quý này, mọi người đặt hàng từ nãy giờ đây, 50-60 đơn hàng rồi đây này. Tí này phải ship, lại phải gọi alo ship ơi, hãy đến nhà chế đi để lấy sơn về đi ship cho khách. Đấy, những cái công đoạn rất là dài rồi lại quay trở lại livestream, lại livestream tiếp, lại đọc comment, lại đọc số điện thoại. Rất là nhiều người biết đến mình, yêu thương mình. Ngồi nói chuyện một mình à? Mày bị điên. Này, hình như tao vừa bị thằng thám tử nó coi thường rồi mày. Vâng, nó coi thường, nó khinh đại ca luôn ạ. Thật à? Vâng. Không được, tao phải cho bọn này một bài học mới được. Gọi thêm người tao. Vâng. Alo anh ạ. À. Dạ, anh cho 500 anh em đến san bằng cái xóm trọ nó luôn ạ. Dạ, vâng ạ. Em gọi rồi. Sinh sầm ba, ta là ba sầm sinh. 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 Này. Sinh sầm ba, ta là sao buồn ba sầm sinh. À, thích đúng không? Ba, sinh. Mình đâu đâu mạnh mẽ, ra tán luôn. Hả? À, đấy, để tôi. Úi trời ơi, sữa ngon là không thể thiếu bạn Hiền. Để tôi với ông nhá. Đây, tôi rót cho. Sinh sầm ba, ta là ba. Của ông đây. Đấy, của tôi đây. Được chưa? Bằng nhau nhá, không hơn không kém này. Nào vô. Vô, vô không ơi. Ừ. Trời ơi, triển luôn nhá. Triển luôn nhá, chúc thành công. Anh Long, anh ngồi đây làm gì thế? Thế cả mình. Em đói quá. Đói không? Ngồi xuống đây cho bạn.
Đây, sữa ngon là không thể thiếu bạn Hiền, mày hiểu không? Đây, đói gì? Uống sữa đi cho hết đói. Nhưng mà em lại không thích uống sữa. Không thích uống sữa? Để Nguyên tao xem. Vừa đây mua hộp sữa, không biết còn tiền thừa. Đấy, mày cầm hết đi. Đấy, đi ra đầu đường mua mấy gói mì về đây anh em ăn, nhá. Em có còn từng này thôi á? Ừ. Mà sao anh không xin bà chủ nhà ấy? Cho đóng trước nửa tháng tiền nhà thôi. Còn lại cuối tháng thì mày đóng nốt. Mày điên à? Mày nhìn bà chủ nhà như vậy, mày nghĩ là có cho xin được không? Ha? Ừ nhỉ. Công nhận bất lực thật. Ừ. À, anh có nhớ hai anh hồi sáng không? Hai anh hồi sáng à? Không. Nhưng mà làm sao? Anh ý, suốt ngày chỉ gái gú thôi. Nào, 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 chả để ý cái gì cả. Em thấy ý, hai anh hồi sáng có vẻ muốn làm quen với mình đấy. Ừ. Hay bây giờ mình sang mình chào hỏi hai anh ý. Có khi lại được họ cho một bữa ra trò đấy. Họ giàu thế cơ mà. Ừ. Cũng đúng nhỉ. Ừ. Tao thám tử lừng danh cơ mà. Ừ. Đi, đi. Cầm hộp sữa tao mới mua. Ừ. Đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Anh, em vừa nãy em sơ ý quá, em không để ý cho anh. Anh cho em xin lỗi ạ. Vâng, bọn em rất vui khi được vinh hạnh làm quen với các anh ạ. Chúng mày! À. Đập lát mặt rồi tao! Ôi, có chuyện gì thế này? Anh ơi, em xin lỗi anh, em xin lỗi các anh. Bọn em đã làm gì sai nên tội mà lại đánh đập bọn em sát man con ngan đến như thế này hả anh? Chúng mày biết tội của chúng mày chưa? Tội của chúng mày là coi thường đại ca tao. Mà coi thường đại ca tao là coi thường tao. Giờ chúng mày đã biết đại ca Phú Chim là ai chưa? Ở cái xóm trọ này, ai coi thường Phú Chim bước chân đây. Tao không cần biết chúng mày là ai. Cho dù mày có hổ báo, chim chuột gì, đến cái xóm trọ này cũng phải có luật lệ, hiểu chưa? Các chú muốn chơi kiểu gì, anh chiều các chú tới bến. Tao nói cho chúng mày biết nhá, ở xóm trọ này mà, chỉ thích bình yên thôi. Còn chúng mày thích gây sự gì, đi nơi khác, biết? Chờ tao gọi cho đại ca tao, chúng mày chết chắc rồi. Đổi gì mà gây sự. Ngày mà tao sinh ra khi mà ngày trời giông bão, bố tao vào nhà lao, bà mẹ tao phải đi bán báo. Dạ. Lớn lên như cây cỏ, tao chỉ cơm thừa và húp cháo. Kẻ thù nó dùng mã tấu khắc lên da thịt, tên tao là Phong. Ê. Ngày khi tao sinh ra trời đã ấn định một kiếp long đong. Đại ca, bộ này bắt lại em. Ê, mọi người biết đây là ai chưa? Là đại ca Phong Gió. Trên vạn người không dưới một người nào cả. Nhìn đi, nhìn thần thái đi. Già người, già tóc, già râu, tinh thần chiến đấu còn lâu mới ra. Ai dám động vào người Phong Gió này? Phong ạ, các chú các bác chỉ thích sống một cuộc sống bình yên, không muốn dây vào chuyện xã hội đen nữa. Còn chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm nhau. Chúng ta sẽ từ từ ngồi với nhau nói chuyện. Rồi, pháp luật sẽ trừng trị chúng mày. Im mồm! Pháp luật chưa đến tao giết mày bây giờ. Chỉ có một
nước là rút phóng, tàu bắt giang hồ dậy sóng, chém hết cá kinh ngoài biển Đông. Tao sẽ là cơn giông mang hết cơn bão này qua cánh đồng, và tao sẽ là cơn lốc cuốn hết tất cả chúng mày đi trong đau khổ. Fuck, thằng nào muốn gây nổ phải bước qua xác Đại Ca Phong. Thằng nào bơ muốn đến đây nổ thì gặp anh em Đại Ca Phong. Chúng mày hãy nên lắm não khi bước vào đất của thằng Phong Gió, và hãy ghi vào óc chó luôn ở đây là tao. Anh Phong, hãy ghi vào óc chó. May cho các người hôm nay đại ca tôi ăn chay, không các người chết chắc rồi. Đem đại ca, đại ca đại em chào nhá. Chuột mình to như chuột cống thế này mà chúng nó lại bảo là nhão. Con cảm ơn các cô, các chú, các bác ạ. Không có, rồi, không có chuyện gì đâu. Giải tán nữa, giải tán đi. Anh ơi, vừa rồi nguy hiểm quá, hai anh có làm sao không? Mà thôi, vào đây với em. Hai anh ngồi đây. Em mời hai anh nữa. À, anh nấu ơi. Công nhận nước của em ngon thật đấy. Mà có cái gì nhầy nhầy vậy em? Anh này, nước xoài thì phải là xoài chứ có cái gì mà nhầy hả anh? Mà hai anh đừng dây vào bọn chúng. Bọn chúng giống như thuốc phiện ấy. Một khi đã dây vào là chỉ có đường chết thôi. Sao cô lại biết? Bởi vì em cũng làm dưới trướng của Phong Gió. Thế em cũng là xã hội đen à? Sao em lại cười? Mà sao em lại giúp hai chúng anh? Vì hai anh đáng yêu cực ý. Với cả là anh cũng đẹp trai nữa. Ơ, kinh nhở? Hôm nay lại dẫn dài về phòng à? Mà gu hơi mặn đấy. Mà sao giờ này còn ngồi buôn dơ lê? Trang điểm thay đồ đi. Ông tao lại phải để gọi lão Phong bây giờ. Sắp đến giờ cho chim ăn rồi đấy. Thôi, hai anh về nhà đi, hôm khác nói chuyện nhá. Mà anh tên gì nhở? Anh tên Long. Còn anh tên Dũng nhá. Mày em ơi. Dạ. Cho chim ăn là cái gì á? Là gì em? À, đây là thuật ngữ chuyên ngành của bọn em. Thanh Long, anh Dũng có muốn vào ngành rồi đi cho chim ăn không? Anh xin phép đi lại. Khác đi. Cái gì? Chào anh. Đi, hai người nhá. Đi anh. Đi, đi, đi. Ai là chủ xóm sâu đây? Ra đây nhanh em nào! Sao? Các cậu định làm loạn cái xóm trọ này à? Các cậu tìm tôi có việc gì? Ông có phải chủ cái xóm trọ này không? Đúng! Bọn cháu định đến đây để thuê phòng trọ à? Thuê phòng trọ? Dạ vâng ạ! Thôi được rồi! Tôi còn phòng 204, giá 1 triệu đồng, điện
nước như mọi người. Có thuê không? Dạ, có. Vị nào vai? Theo tôi. Chào chú ạ. Chào cháu. Anh Long. Anh Long. Anh. Đâu? Anh lại đang nghĩ đến cái cô Na đấy à? Hay là em đang nghĩ đến chuyện vào ngành cho chim ăn? Không biết cô ấy có làm nghề đấy thật không nhỉ? Thì quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Nhưng mà tại sao cô ấy phải làm như vậy? Thì vì cuộc sống, vì mưu sinh. Mà thôi chết rồi. Này, ăn mặc thì sexy, lại còn làm việc cho lão Phong Gió, rồi lại cho chim ăn. Anh Long, anh có nghĩ cái mà em đang nghĩ không? Nghĩ rồi, nghĩ rồi. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, nó có thể đưa người ta lên đỉnh vinh quang, đáo oánh, nhưng cũng có thể hủy diệt người ta một cách tàn bạo. Em công nhận anh. Mà không biết đồng tiền có biết đói không anh nhỉ? Chứ bây giờ em thì em đói lắm. Ê! Anh gọi em à? Nhà có mì không? Có. Mày có tiền mì không? Thì xây tạm cũng được anh. Đi. Đi. Phong trong cho anh. Vâng ạ. Chăm sóc thật đặc biệt, nghe chưa? Vâng ạ. Tốt lắm. Anh uống đi ạ. Đây. Đây là của em. Bao cho em. Tối nay ở đây với anh nhé. Tất cả là của em. Điều ơi, em đang đi tìm nhà vệ sinh ạ. Ừ, đây nè. Chào anh. Đơn giản thôi, mày bắt nó về ngay cho tao, nghe chưa? Hả? Ừ. Tại sao thế em không đơn giản là không hiểu nhở? Bắt nó luôn.
Đại ca, em rước nó đến đây rồi ạ. Dạ, em chào các anh ạ. Em là đại diện cho nhãn hàng Sơn Cantech ạ. Mày biết hôm nay tại sao đại ca tao gọi mày đến đây? À, hôm nay đại ca gọi em đến đây là... Em không biết ạ. Mày làm ăn đây à? À, mà chính tao cũng không biết là đại ca gọi nó đến đây làm gì. Thì làm sao mày biết được? Đúng không đại ca? Đại ca gọi nó đến đây kìa. Thôi bình tĩnh à. Bình tĩnh. Anh nghe nói nhiều người bảo sơn của chú chất lượng rất là tốt. Dạ. Nên anh muốn bên chú sẽ sơn toàn bộ cho anh hệ thống quán bar và casino. Chú có 3 phút để trình bày. Ôi thế ạ. À, thế để đỡ mất thời gian của các anh thì em xin phép trình bày luôn ạ. Mày đang trình bày nó to lên. Để cho nó nói. Dạ. À, em thưa các anh, Sơn Cantech của chúng em có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay ạ. Sản phẩm được các đơn vị phân phối, thi công và người tiêu dùng đánh giá rất cao cả về chất lượng lẫn giá cả. Với công nghệ và kỹ thuật vượt trội, máy móc thiết bị hiện đại, 100% vật liệu được nhập ngoại ạ. Sơn Cantech đã khẳng định được các tiêu chí ví dụ như là không bong chóc ạ, bền màu sắc ạ, chống rêu mốc ạ, màng sơn có giãn ạ, sáng bóng, đặc biệt là dễ dàng chùi rửa ạ, lại thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng và phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam ạ. Sơn Cantech bên em cũng đã nhận được rất nhiều danh hiệu vinh dự, ví dụ như là ISO 9001 năm 2015, Cúp vàng thương hiệu Việt Nam tin dùng năm 2014, hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016, sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2016 ạ. Phù hợp quy chuẩn của quốc gia. Ngoài ra thì thôi. Mày... Dạ, thôi anh ơi, anh cho em xin phép nói đúng một câu nữa. Sơn Cantech thách thức thời gian ạ. Mày chém gió ít thôi nhá. Tao đóng cửa thả cháu cho đập cho mày vêu mồm bây giờ. Đúng rồi ca. Để nguyên cho nó nói. Anh ơi, em có sản phẩm hình ảnh ấy, các anh có thể kiểm tra. Em kiểm tra. Khá quá anh nhỉ. Được. Anh thấy ổn đấy. Cantech thì anh nghe nhiều rồi. Dạ. Ok. Anh tin chú. Về triển khai ngay cho anh. Sơn toàn bộ 3 casino và quán bar cho anh. À. Ấy. Tiền tâm. Tiền tươi 100%. Liệu hôn mà làm. Tiền tươi mà làm. Về đi. Ấy, dạ vâng. Thế thôi em xin phép anh em về triển khai luôn ạ. Hả? Nói đi. Lấy cho em cái iPad. Nó bảo lấy cho nó cái iPad. Anh ơi, nó đổi cái iPad. Thôi em xin. Anh ơi, đây ạ. Em có đây, các anh ạ. Anh ạ. Thế rồi em xin phép các anh em về luôn ạ. Vâng. Vậy nha, vậy nha, không chuyện đâu. Đưa nó ra. Đây đây, em chuyện anh ơi. Thời tiết như thế này, ăn xôi, uống nước ngọt, còn gì sướng bằng. Thế mà không biết, cứ phải ăn sơn hào hải vị, uống rượu vang, rượu đỏ làm gì không biết được. Anh à? Anh em mình lên đây để làm dầu mà. Ừ. Phải trăng đủ nghèo chứ gì chứ. Ừ. Vì cái dầu ấy, nó cứ ập đến bất kỳ lúc nào anh ạ. Ừ, cũng đúng. Cái này. Dạ ta. Anh ơi, có biến kìa. Đi. Bỏ hết đi. Đi nữa ăn hết. Đi. Bắt hết lũ chúng nó lại với tao. Nhanh. Bọn này chẳng kìa. Mấy ông này của đêm gì? Ra hết quầy đi. Ra đây. Ra kìa. Ra thì chúng mày làm được gì? Đi. Đi. Nè, nó làm gì? Ra.
Thằng Long đang dùng đâu? Ra cho họ. Đại ca cho gọi em ạ. Đại ca gọi em ạ. Tao vừa bị đánh cắp một vật rất là quan trọng. Tao nghi rằng, à không, tao khẳng định thủ phạm là một trong những người ở đây. Mày, chính mày sẽ là người giúp tao tìm ra thủ phạm. Nhưng mà tại sao đại ca khẳng định người trong xóm trọ này lại đổ đại ca ạ? Vì sao ạ? Mày nhìn đi. Vì họ nghèo. Vì họ đều là những thành phần bất hảo, từng vào tù ra tội. Mày tin vào sự hoàn lương, vào sự hoàn lương của những con người này á? No, chả có sự hoàn lương gì ở đây cả. Người của tao khẳng định thủ phạm. Này, mày đừng có ngậm máu phun người. Này, đừng có cậy nhiều tiền, mà đổi trắng thay đen nhá. Mọi người cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ tìm ra thủ phạm, không ai phải chịu oan đâu. Mọi người yên tâm, đã có Long thám tử ở đây, cậu ấy sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Đúng rồi. Đấy, đại ca thấy chưa? Có em ở đây, đại ca đừng đổ tội oan cho ai. Mày, tìm ra thủ phạm lấy đồ của anh em tao, bao tiền tạo chi? Đại ca, vụ này em nhận. Sao lại nhận? Anh này, công cuộc sự nghiệp làm giàu của mình mới là quan trọng, còn hơn cả mạng sống của những người dân ở đây. Với lại, mình vừa chuyển về đây, có quen ai đâu, tại sao mày phải hy sinh với họ hả anh? Đúng rồi. Đại ca, vậy vật đại ca mất là gì ạ? Không phải việc của mày. Việc của mày, tìm nhanh luôn. Bán bạn cầu Vinh. Bán bạn cầu Vinh. Ở đây, ai là bạn tôi? Đại ca, vụ này em nhận. Nhưng mà đại ca phải bảo vệ em đi nhá. Vậy là mày biết cách sống rồi đấy. Mọi người nghe đây nhá. Kể từ bây giờ, anh động vào hai thằng này, tức là động vào người của Phong Dọ, nghe chưa? Nghe chưa? Đừng động vào người của Phong Gió, không là... Tôi xin trịnh trọng thông báo với mọi người. Từ hôm nay, chúng tôi là đàn em của Phong Gió. Tôi, Dũng Béo. Và anh, Long Thám Tử. Anh, mời anh. Mọi người vừa nghe Phong Gió nói gì rồi đấy? Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu phá án. À đây ông này. Ông là thủ phạm đúng không? Dạ rồi. Mà không lo làm ăn đi, lại đi ăn cắp. Cái gì? Cậu nói tôi nghĩ cái gì? Tôi già này mà đi ăn cắp à? Vơ vẩn nữa là. Thì không phải ông thì thôi. À đây chị này. Chị là thủ phạm đúng không? Tôi nhìn biết ngay. Từ nãy đến giờ chị cứ mắt la mảy liếm. Chị ăn cắp đúng không? Này, dựa vào đâu mà cậu bảo tôi lấy đồ của Phong Gió hả? Thì nhìn chị tầm thường này chắc không phải rồi. À đây anh này. Tôi để ý anh từ nãy đến giờ rồi nhá. Anh là thủ phạm đúng không? Thanh niên sức dài vai rộng, quần dài không mặc, tay mặc quần ngắn, lại còn màu hồng nữa. Cậu kia, cậu còn nhớ tôi không? Tôi còn cho cậu ăn mì nhà tôi đấy. Không phải. À đây rồi. Cái ông thấp nhỏ con người đằng sau kìa. Đấy. Tôi nhìn là biết ngay. Nhá. Ông khai thật đi. Cái gì? Là tôi hả? Không phải ông. Anh. À? Thế anh không kết tội được ai à? Thì mày nhìn xem. Trong cái hoàn cảnh này thì kết tội được ai? Này, hai cái thằng kia. Tao cho mày thuê nhà trọ để mày dẫn người về ăn hiếp à? Đồ chơi đánh. Này,
Hai thằng kia, tao không bao giờ nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà nhá. Chúng mày là đồ vô ơn bạc nghĩa. Mọi người, tống cổ nó ra khỏi khu trò này. Sao? Hai thằng có biến không? Chúng mày có biến không? Cứ chạy hả? Anh nghe em tê chân có chạy được. Ui giời. Còn cứng lắm. Bắt hết chúng nó lại đâu. Bắt hết. Cái này, sao bên này? Cái này, sao bên kia? Mọi người ơi, không gió đến rồi. San bằng tất cả. San bằng cả cho tao. Tưởng thế nào? Hóa ra rụt rụt cổ hết à? Đại ca, em nghi con La lấy trộm đồ anh em. Ui, anh nói thế nào? Na của em không phải là người như vậy đâu. Này, tao nghe đồn rằng ấy, Na là người yêu mày. Na đúng không? Na là ai? Xuống đây! Đại ca, con La kìa! Chúng mày đuổi nó! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Sao anh lại ở đây? Tôi sợ ông bà chủ à? Tôi còn nhiều thời gian đâu, anh chẳng thích sao? Okay. Xin cảm ơn anh em đã giúp. Nếu không có anh em ngày hôm nay,
chắc tụi em đã chết ở đây rồi. Xin cáo từ các anh em. Xin cáo từ. Đứng lên. Nè, em cố gắng giúp bọn anh nhá. Em đang làm trái lương tâm mình được đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Tặng em. Em ơi, cho anh bài nhé. Alo. Vâng. Vì đây là nhiệm vụ rất nhạy cảm nên tôi mong ý kiến cấp trên cho tôi tự ý hành động. Rõ. Nước của em. Cảm ơn anh. Vừa nãy ai gọi vậy? Không có gì đâu anh ạ. Em có gì muốn nói với anh không? Em muốn anh giúp em đến trụ sở của Phong Gió để lấy thông tin. Em điên rồi. Chỉ vì một chiếc chìa khóa mà bọn nó truy đuổi em như vậy. Bây giờ em lại còn muốn quay về đấy nữa. Dù có đánh đổi cả tính mạng em cũng chấp nhận. Đi, anh đưa em đi. Anh sẽ cầu xin nó tha thứ cho em. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách. Anh có biết là cách đây 10 năm đã có một gia đình tan nát vì hắn không? Ra đây. Đi. Anh ơi, Trâm. Trâm. Ôi trời, con tôi Trâm. Mày trôi trốn tìm à? Tìm mày lâu quá. Tao chạy bên phải. Mày chạy bên trái. Tìm mày. Tìm mày mãi không thấy được mày à? Hả? Anh Phong cho em từ từ. Phong cái gì? Nó cho mày thời hạn một tuần nhá. Nếu mày không trả được ấy. Con gái xinh đấy. Tao cho con gái mày đi làm gái luôn nhá. Hả? Thư á? Mày thư đã. Hả? Mày thư đã. Mình thương em ơi. Làm gì đấy? Con gái. Con gái ơi. Cầm lấy. Cầm lấy. Mày đọc cầm. Nhớ chưa? Trả chưa? Trả chưa? Không lâu sau đó, bố em cũng bán được nhà để trả nợ cho Phong Gió. Cũng kể từ đó, mẹ cũng bỏ bố con em mà đi. Sao bây giờ em không ở với bố nữa? Bố em vì chán nản nên một thời gian sau cũng qua đời. Em được cậu mang về nuôi. Bây giờ em lớn rồi, cũng phải đi kiếm tiền để trả ơn cậu chứ. Anh Long, anh giúp em nhé. Sơn can tích, sơn nội ngoại thất cao cấp và bảo vệ đến 8 năm ạ. Sơn mới nhỉ? Mấy cái bạc kia?
hôm qua không đi sinh hoạt à? Không. Hôm qua tôi đi sinh hoạt, hôm nay tôi phải đi phát cho cái quà đấy. Đấy, cảm cầm lấy. Mà ngày mai nhớ đi sinh hoạt, rồi đóng tiền đầy đủ nhá. Cảm ơn bà. Vâng ạ. Tôi đi về đấy. Vâng, rồi bà về. Còn mấy cái ông này nữa, suốt ngày bia mới đánh cờ, không chán à? Còn cái cậu này nữa, đánh một tí răng mà cứ xả nước, xối xả ra như vậy. Tháng này á, phạt tiền 1 gấp 3 nghe chưa? Chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa chạy mất rồi. Mở lối à? Bỏ tay xuống, ở đây người ta nhìn ta cười thôi. Dài còn ghét. Hai bác ạ. Bây giờ chúng mày còn vác mặt vào đây à? Cháu xin lỗi hai bác. Chúng cháu đã tìm ra được một số chứng cứ phạm tội của Phong Gió, nhưng chưa đủ kết tội hắn trước pháp luật. Mong hai bác và người dân trong xóm trọ giúp đỡ chúng cháu. Chúng tôi già rồi, không thể giúp được các cậu đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm những người giỏi nhất trong xóm trọ này để giúp các cậu. Tôi là người giỏi nhất ở đây, tôi sẽ giúp các vị. Mày là thằng giỏi nhất à? Giỏi này. Tất cả theo tôi. Đi. Thưa quý vị, việc của quý vị tôi đã suy nghĩ. Trong xóm trọ ta có rất nhiều người tài, nhưng những người có thể giúp được chúng ta thì tôi đã chọn. Người đầu tiên chính là Thánh Lai Chim. Hello. Wow, wow, wow. Xin chào. Xin chào mọi người. Tôi là Thánh Lai Chim hot nhất xóm trọ này. Khả năng của tôi không phải là võ, khả năng của tôi là live stream. Chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ xinh và dễ thương như thế này, tôi có thể lưu lại toàn bộ bằng chứng và chứng cứ với một video live stream. Ngoài ra, tôi còn là một hacker chuyên nghiệp. Tôi thấy người này cũng được đấy. Vậy còn người tiếp theo? Người tiếp theo à? Đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Xin chào mọi người, tôi chính là cô gái xinh đẹp nhất xóm trọ này. Tém tém lại đi 200 nội, dãi rớt hết cả da rồi kìa. Gớm. Cô thì làm được gì? Tôi còn lạ gì cô nữa? Những gì cô không làm được thì tôi lại làm được. Tôi thấy cô ấy cũng được đấy. Vậy còn ai nữa không ạ? Tôi nghĩ kế hoạch của quý vị không thể thiếu anh ta. Anh ta là ai? Anh ta là Hoàng. Anh ta là ai? Hoàng Bán Sơn Can Tích. Theo tôi được biết, anh ta còn ký hợp đồng với Phong Gió. Chính vì vậy nhá, chúng ta phải nhờ anh giúp đỡ. Dạ. Hoàng này. Dạ. Tớ xin giới thiệu, đây là Na, còn đây là Long. Vâng. Hoàng ạ. Dạ. Tớ nhờ cậu chú một việc rất quan trọng. Việc gì hả chú? Tôi nghĩ vậy là cũng ổn rồi. Mọi người cứ yên tâm vào tôi. Tôi sẽ lên kế hoạch. Nhất trí. Tôi đồng ý. Nhất trí nha.
thấy thế nào? Tôi thấy cũng được đấy. Con chúng ta mà lớn chắc cũng như thế này. Tôi nghĩ nó sẽ giống tôi, chứ không lắm mỡ lắm lòng như thế này đâu. Xe Sơn Căn Tích vào vị trí. Ok em. Em mang Sơn đến rồi. Sơn đâu? Dạ, đây ạ. Mở ra. Sơn tốt đấy cả. Được, ở đây anh giao cho mày nhá. Vâng. Cho lên xe, theo tao về kho. Yeah. Mọi người chú ý, camera đã được vô hiệu hóa. Long, Quỳnh, Na vào vị trí. Thôi, anh đang làm việc em ơi. Anh em bảo anh chơi với em đi mà. Anh xin em. Em ơi, cái bụng to thì nó to rụt à. Anh, tính anh đẹp thế nhở. Em ơi, tóc anh cũng đẹp nữa ấy. Mọi người chú ý, Chim đã vào lồng, đổi phương án B. Hả? Anh Phong. Con xin vào đâu đây? Em mà anh, tối qua chúng ta vui vẻ với nhau là thế cơ mà. Điên à? Anh. Alo, Chim đã vào lồng. Alo. Chim đã vào tổ. Nè, nhanh lên. Long. Chìa khóa. Cho anh, để anh làm việc em ơi. Mà, đi chơi với em đi mà. Sao ngựa đẹp trai mà người cứ cứng như khúc gỗ thế? Anh mệt lắm rồi. Sao mà mệt? Thế tôi chả chơi với anh nữa đâu. Tao mà không bận làm việc thì mày khắc thấy. Có ai vào trong phòng tao không? Dạ không ạ. Chắc chứ? Chắc để những cây yêu đất, những chất yêu dày, những yêu cối, những yêu chăn, những khăn yêu cổ, những tổ yêu chứ. Làm tốt lắm. Ừ, đến chưa em? Ừ. Có sẵn bia cơ.
Uống đi. Uống đi. Uống đi. Anh Hoàng can tách gọi này. Alo. Em live stream đây ạ. Trời ơi. Anh không qua à? Em giận. Uống. Nào uống. Vô. Mà này. Kể ra lần đầu được làm điệp viên. Oai, biết nhở. Sao có vụ gì nhớ cho đi nhá. Cảm ơn mọi người hôm nay giúp đỡ tôi. Nếu không có mọi người thì tôi sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Na đừng nói như vậy. Dù gì chúng mình cũng cùng một nhóm mà. Đúng không mọi người? Đúng. Đúng rồi. Em sẽ dạy chị Chiêu Mỹ Hiên kế. Ui giời. Còn Ché nhá. Là Ché sẽ dạy em cách kiếm fame bằng livestream ở trên Facebook. Còn em sẽ dạy chị cách để có một vòng hai lan tỏa như em này. Lan tỏa đi ạ. À thôi bộ uống đi. Mọi người uống đi. Ngon đấy. Bia gì nhỉ? Cắm meo à? Hôm nay là không say không về. Nghe ngon quá. Đứa nào mà say quá không về được ấy chị. Chế đưa sang nhà chế cũng được. Lần sau nếu có kế hoạch B ấy phải cho ông này làm bài này cơ. Đấy, đang định nói đây này. Giận hết sức luôn nhá. Người ta đẹp lồng lộn như này mà lại không về. Không cho người ta ừ một tí. Nhưng mà mày cưng là hơi bị đáng yêu đấy nhá. Chị thế. Yêu cả tim này. Uống đi. Uống đi. Cảm ơn mọi người. Na, thì ra em cũng không bình thường đâu nhỉ. Em mặc bộ này đẹp đấy. Sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ? Anh không để cho em được giải thích mà cứ bỏ đi như vậy à? Em nói đi, vì sao em lại lừa dối anh? Em là công an mật, em được cử đến để phá đường dây của Phong Gió và điều tra về những hành động vi phạm của hắn. Vậy em không tin tưởng anh. Nếu em không tin tưởng anh thì em đã không cùng anh đi lấy thông tin. Anh hiểu tính chất công việc của em mà. Vậy tất cả những gì em nói đêm hôm đấy đều là giả dối à? Long, bây giờ mọi thứ đã được giải quyết. Đội công an đã lên đường để bắt Phong Gió. Tất cả là nhờ có anh. Em nhầm rồi. Đấy là công lao của mọi người. Em cảm ơn anh vì tất cả. Chào em. Cháu chào cô ạ. Ôi, Na đây à cháu? Dạ. Sao hôm nay nhìn khác thế? Hôm nay cháu tới đây để muốn cảm ơn cô trong thời gian qua đã giúp đỡ bọn cháu ạ. Cháu mới được cấp trên thưởng vì đã phá được đường dây đánh bạc công nghệ cao của Phong Gió. Cháu muốn dùng số tiền này để giúp đỡ mọi người trong xóm trọ, đặc biệt là anh Long và anh Dũng ạ. Cô viện cớ gì đó để giãn tiền nhà cho mọi người tháng này.
Còn số tiền còn lại, cháu muốn đóng góp cùng mọi người để đón một cái Tết đoàn viên ạ. Ôi, thế thì tốt quá. Cô cảm ơn cháu đã giữ sự bình yên cho tất cả mọi người. Mà chiều nay cô mời cháu đến ăn Tết đoàn viên cùng với tất cả mọi người ở đây nhé. Dạ, bây giờ cháu phải quay về cơ quan. Chiều cháu sẽ quay lại ạ. Ừ, thế thì cháu về đi, rồi đến chiều nhớ quay lại nhé. Dạ, cháu chào cô ạ. Ừ, cô chào cháu. Ơ Hoàng đây à con? Ơ, U à? Vâng. Thế chiều nay cô ở lại đây ăn Tết với mọi người không? À đấy, suýt nữa con quên bảo đi tìm U. À, con định bảo với U là chiều nay con lại phải chạy về quê rồi. Đấy, coi vậy là con lên xin phép U cho con xuống con sơn lại cái cổng cho bà con ăn Tết nó rực rỡ. Ồ, thế à? Thế cứ có cái gì miễn phí là U đều thích rồi. Ơi ơi, U, cứ thế. À đây. U ơi, Tết năm nay con dự là không ở lại được với mọi người. Con xin phép gọi là đóng góp một tí cho anh em liên hoan tất niên cho nó oách ạ. Thế thì thay mặt mọi người cho U xin, U cảm ơn nhá. Dạ vâng, vâng. Về ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng, thế con xin phép U là con xuống con triển khai luôn. Ờ, thế thì hai U con mình cũng đi. U đi ạ, đấy U đi với con luôn thì mà. Mọi người này, 45 đơn, 46, 47, 48, 50 đơn rồi mọi người ơi. 50 đơn rồi. Ừ. Thấy chưa? Đã thấy được độ hot của Chế chưa? Đã bảo rồi, theo Chế làm đại lý từ sớm, chứ có phải bây giờ giàu rồi không? Biết trước thì đã giàu. Mà công nhận, hai em là có duyên bán hàng cực kỳ luôn. Bán đồ cho chim mà cứ đắt khách ầm ầm. Anh xin lỗi. Không sao, nhờ có người đẹp đây á, tư vấn cho cách bán hàng và dạy cho em cách sử dụng phần mềm livestream. Giờ chút đơn cứ gọi ầm ầm đi nhở. Mình bán đồ cho chim ăn mà anh. Mà này, đơn chốt thì ầm ầm như thế, đã có ai đặt sơn với đặt bia cho Chế chưa đấy? Người đẹp ơi, anh có bia với sơn rồi, thế anh được làm đại lý không? Ôi có rồi ạ. Thế thì vào luôn, nhận luôn. Ôi giời, tốt quá gì này. Lại có đại lý mới rồi. Ơ, thế đừng làm đại lý thế nào. Ôi, tôi chả thật chứ đùa. Cứ đặt sơn với bia là được hết nhá. Tặng hoa cho Chế này, chúc mừng năm mới. Ôi giời, đã đặt sơn với bia rồi lại còn tặng hoa. Mệt. Thôi, không thích thôi. Ôi, đưa đây. Giời ạ. Bây giờ ngồi gần vào đây nhá. Để ý mấy đại lý này, học tập cách bán hàng với livestream nhá. Đâu? Đây, vào đây, chỉ cho này, nhìn nhá. Uầy, 100, 101, 102 đơn rồi bà con ơi. Hôm nay lại ăn Tết to rồi đấy. Thôi được rồi, hôm nay để ăn mừng đại lý mới nhá. Chế Khao. Uống đi. Hai, ba. Chúc mừng đại lý mới. Hai, ba. Chúc mừng năm mới. Thoải mái đi nhá các em. Ôi giời. Ra. Tôi xin thông báo với tất cả mọi người để chuẩn bị đón Tết đoàn viên thật ấm cúng bên nhau. Ý mọi người thế nào? Tôi giới thiệu nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta, Hồ Nguyễn Nga. Phần mềm livestream Zila, em đã có rất nhiều đại lý, chính vì thế em sẽ tài trợ người bia Tết Ga. Khi thấy mai đào nở vàng.
bên năm trước con hẹn đầu xuân sẽ nay em bay đầy trường ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa này được không quá đẹp quá cô ơi các cháu ngồi bên trưng mới hả? Xin chào mọi người. Mọi người gói bánh trưng trong dịp Tết này vui thế nhỉ? Nào xem bánh trưng gói cái đẹp nào. Ai gói mà đẹp thế này? Bác gói à? Bác Tú mà gói bánh trưng đẹp như thế này thì xóm trọ mình sẽ đi thi gói bánh trưng với người khác đấy. Thế nào xinh đẹp nhất cho coi. Nhờ cơm ba chuẩn mà chúng tôi được ăn Tết to đấy. Ôi thế thì sang năm chúng ta lại tiếp tục nhé. Dạ vâng. Đẹp quá. Nào mọi người thấy cho gói bánh trưng này đẹp chưa? Nó xấu nhưng mà cây câu ở trong nó đẹp đấy. Cho em bé. Cho em bé. Cho em bé. Cho em bé. Thế là ông gói không phải khuôn mà đẹp thế nhỉ? Buông thật đấy. Sao chú buồn thế? Thích cô kia à? Tán ưng con trai mắt mẹ lên. Tí nữa chú đi tán nhé. À quên. Sướng phải có bạn hiền. Chúc chú thành công. Anh có biết chơi bài nào sôi động hơn không ạ? Thử bài này nhá. Mình thử bài này nhá. Dạ vâng. Đây, chọn vào đây. Ôi, tất cả dọn đi. À. Dọn vào. Mọi người ơi. Hả? À. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không ạ? No. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe mùa xuân về. Chào mừng năm mới.
chị đang làm gì đấy? Chị đang trông bánh trưng. Ôi, làm sao đây? Thế làm sao đây? Chị không sao đâu. Ôi, có gì nói đi. Chị nhớ bố mẹ lắm. Chị đừng gấm nữa. Nhưng mà chị không phải em không đeo tay. Có một em đây rồi mà, chị không phải vui lên chứ. Thôi, mọi người ơi, đi vào chỗ kia lấy lì xì đi. Đi, chị đi cùng em đi. Đi, đi, đi. Thế mọi người đi vào đi, để em coi bánh trưng cho. Vào đi. Thôi đi luôn đi. Mọi người vào đi. Thôi, thôi đi đi. Lì xì, lì xì, lì xì. Lì xì, lì xì. Nan à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà. Ôi thơm thế, lâu lắm rồi em mới tìm lại được cảm giác này. Em nhìn thấy cái bánh chưng kia không? Là anh làm đấy. Tí nữa anh tặng em nhé. Anh điêu thế. Lúc nãy bao nhiêu người gói, sao anh biết cái này là của anh chứ? Thì em không nhìn thấy ở trên đấy có tên em. Điêu. Thì cái bánh đấy anh làm bằng cả trái tim, để dành tặng cho người mà anh thích mà. Thừa rồi kìa. Mọi người ơi, mọi người ơi, ra đây đón giao thừa nào. Ui, bia cá mèo đến. Hello. Mọi người ơi, tập tới giao thừa rồi. Ui, anh đến đúng lúc quá. Và đón giao thừa bọn em luôn. Trời ơi, sao đi có thừa rồi. Giao thừa. Ôi, hồi hộp quá. Trời ơi. Chị quyết định live stream này để cho tất cả mọi người biết bộ mặt của hai con người kia. Nhưng nhờ phải follow Facebook của chị và mua hàng của chị.
tiền, chị ấy còn có nhiều sức để bán live stream cho các em nhá. Ui trời này, sao không bắt được cái nữa rồi ạ? Có phần mềm live stream rồi, từ giờ tháng live stream mở bán hàng hẹn rồi.